Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 6, phẩm Thần Lực của Như Lai thứ 21. Thần là tự tại lực, chẳng tạo làm thêm. Thần ở đây thuộc gì bên trong, lực thuộc bên ngoài. Vì bên trong có thần nên bên ngoài có lực, nếu chẳng có thần thì chẳng có lực. Như Lai là một trong 10 hiệu của Phật. Như là tỉnh, Lai là động. Như cũng là tịch mặc, Lai cũng là năng nhân. Năng nhân tức là làm được việc nhân từ của Phật. Tịch mặc tức là thành tựu tự tại thần lực của Phật. Thần lực của Như Lai tức là thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn của Phật. Ví như trong kinh này có nói, Đức Phật Thích Ca phân thân 10 phương, đó là thần lực của Như Lai. Như Lai đa bảo đến Pháp hội chứng minh kinh Pháp Hoa, đó là thần lực của Như Lai. Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, đó là thần lực của Như Lai. Phẩm Pháp Sư công đức, 6 căn hổ tương sử dụng, đó là thần lực của Như Lai. Cho nên, thần lực của Như Lai vô lượng vô biên. Nói theo nghĩa rộng thì, hết thảy tất cả đều là thần lực của Như Lai thành tựu. Kinh văn: bấy giờ, số đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của ngàn thế giới, từ dưới đất giọt lên, đều ở trước Đức Phật. Một lòng chắp tay chiêm ngưỡng tôn nhan của Phật, mà bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, chúng con đợi sau khi Phật diệt rồi, chỗ Đức Thế Tôn phân thân ở các cõi nước diệt độ rồi, chúng con sẽ rộng nói kinh này. Giảng giải: sau khi Đức Phật nói xong phẩm Bồ Tát Thường Bất Kinh, thì có các vị đại Bồ Tát nhiều như hạt bụi của ngàn thế giới, từ dưới đất giọt lên cùng đến ở trước Đức Phật, một lòng chắp tay chiêm ngưỡng tôn nhan của Đức Thế Tôn, mà nói với Phật rằng: Đức Thế Tôn, chúng con đợi tương lai khi Phật vào Niết Bàn rồi, sau khi phân thân của Đức Thế Tôn ở bất cứ cõi nước nào diệt độ rồi, chúng con sẽ rộng nói bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Các vị đại Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, trong quá khứ đều là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, hiện tại đến hội Pháp Hoa làm ủng hộ chúng để ủng hộ đạo tràng. Kinh văn: tại sao? Vì chúng con cũng muốn tự mình được chân tịnh đại pháp, thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, cúng dường kinh này. Giảng giải: vì sao? Bởi vì chúng con cũng muốn chính mình đắc được chân tịnh đại pháp này, tức cũng là pháp quyền thật không hai. Chúng con muốn thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép và cúng dường truyền bá kinh này. Kinh văn: bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trước tất cả đại chúng văn thù sư lợi, vô lượng trăm ngàn vạn ức đại Bồ Tát xưa kia trụ ở thế giới Ta Bà, và các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, trời, rồng, dạ xoa, càng thắc bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, người, chẳng phải người, hiện sức đại thần thông, bày tướng lưỡi rộng dài lên đến cõi trời đại phạm. Giảng giải: lúc đó, Đức Thế Tôn ở trước tất cả đại chúng Bồ Tát văn thù, vô lượng trăm ngàn vạn ức các Bồ Tát xưa kia, đều trụ ở thế giới Ta Bà, và tất cả tỳ kheo tỳ kheo ni, tất cả cư sĩ nam, cư sĩ nữ, trời rồng tám bộ chúng, người và chẳng phải người, hiện ra sức đại thần thông, phô bày tướng lưỡi rộng dài, lên đến sắc giới cõi trời đại phạm. Kinh văn: tất cả lỗ chân lông đều phóng ra vô lượng, vô số màu sắc quang minh, chiếu soi khắp 10 phương thế giới. Chư Phật ngồi trên tòa sư tử dưới các cây báo, cũng là như thế bày tướng lưỡi rộng dài, phóng ra vô lượng quang minh. Giảng giải: trên thân của Phật, mỗi lỗ chân lông đều phóng ra vô lượng, vô số màu sắc quang minh. Trong mỗi thứ quang minh lại hiện ra đủ thứ màu sắc, chói sáng rực rỡ. Thứ màu sắc quang minh đó
chiếu soi khắp hết thảy mười phương thế giới. Chư Phật phân thân của Phật Thích Ca ngồi trên tòa sư tử dưới cội Bồ Đề, cũng bày tướng lưỡi rộng dài như thế. Trên thân của chư Phật, mỗi lỗ chân lông cũng phóng ra vô lượng vô biên màu sắc quang minh, hổ tương chiếu soi. Kinh văn: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật ở dưới cây báo đều hiện thần lực trọn trăm ngàn năm, sau đó mới nhiếp tướng lưỡi lại, đồng thời phát ra tiếng cười nói nhỏ nhẹ và tiếng gãy móng tay. Hai âm thanh đó vang đến khắp thế giới của chư Phật trong mười phương, mặt đất đều sáu thứ chấn động. Giảng giải: Đức Phật Thích Ca và chư Phật ở dưới cội Bồ Đề hiện thần lực trọn trăm ngàn năm, sau đó mới nhiếp tướng lưỡi lại. Mười phương chư Phật đồng thời phát ra tiếng cười nói nhỏ nhẹ và tiếng gãy móng tay. Tiếng cười nói nhỏ nhẹ gọi là ý, tiếng gãy móng tay là âm ý. Nếu người nhập định lỗ tai kia gãy móng tay ba cái, thì người đó có thể xuất định. Hai âm thanh đó vang truyền khắp thế giới của chư Phật trong mười phương, mặt đất của mỗi thế giới đều sáu thứ chấn động. Chấn, hóng, kích thuộc về tiếng, động, dũng, khởi thuộc về hình. Trong mỗi thứ chấn động lại có ba thứ hiện tượng, đó là động, biến động, đẳng biến động. Cộng lại hết thảy là 18 thứ chấn động, tức cũng là cảnh giới mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu căn hổ tương sử dụng, biểu thị sáu căn, sáu trần, sáu thức, 18 giới. Kinh văn: Chúng sinh ở trong đó, trời, rồng, dạ xoa, càng thắc bà, Atula, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, người, chẳng phải người, nhờ thần lực của Phật nên đều thấy thế giới ta bà này. Ở dưới vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức các cây báu, đều có chư Phật ngồi trên tòa sư tử. Và thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử ở trong bảo tháp. Giảng giải: Chúng sinh ở trong đó có chư thiên, loài rồng, dạ xoa, càng thắc bà, Atula, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, người, ác quỷ. Nhờ đại oai thần lực không thể nghĩ bàn của Phật Thích Ca, nên họ đều nhìn thấy thế giới ta bà. Ở dưới vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức các cây báo, đều có tòa sư tử. Trên mỗi tòa sư tử đều có Phật ngồi ở đó. Lại thấy Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Đa Bảo Như Lai đều ngồi trên tòa sư tử ở trong bảo tháp, nhìn thấy rõ ràng. Kinh văn: Lại thấy vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức vị đại Bồ Tát và hàng bốn chúng cung kính di quanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Họ thấy như vậy rồi, thấy đều đại hoan hỷ được chưa từng có. Giảng giải: Họ lại thấy vô lượng vô biên đại Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, và tất cả bốn chúng đều cung kính di quanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi họ nhìn thấy như vậy rồi, thì thấy đều sinh tâm đại hoan hỷ, nói: Chúng ta chưa bao giờ thấy qua cảnh giới này, thật là không thể nghĩ bàn. Kinh văn: Lúc đó, chư thiên ở trong hư không lớn tiếng sướng lên rằng: Qua đây vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức A Tăng Kỳ thế giới có cõi nước ta bà, trong đó có vị Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay vì các đại Bồ Tát nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, Pháp Giáo Hóa Bồ Tát, được Phật hộ niệm. Các vị nên thâm tâm tùy hỷ, cũng nên lễ lạy cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giảng giải: Lúc đó chư thiên ở trong hư không lớn tiếng nói: Xin đại chúng chú ý, qua đây có vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức A Tăng Kỳ thế giới, có cõi nước tên là Ta Bà. Trong cõi nước đó có Phật ra đời hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni. Hiện tại
vì vô lượng vô biên Đại Bồ Tát diễn nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa. Vì diệu pháp này thanh tịnh như hoa sen sinh nở trong bùn mà chẳng nhiễm, hoa quả đồng thời rất thanh minh thần thánh, cho nên lấy hoa sen làm tên kinh. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua trong các kinh. Bộ kinh này là pháp giáo hóa Đại Bồ Tát. Bộ kinh này được mười phương chư Phật hộ niệm. Nếu hay thọ trì bộ kinh này thì được mười phương chư Phật hộ niệm mà đắc được cảnh giới trí huệ như biển. Các vị đại chúng nên thâm tâm tùy hỷ công đức, cũng nên lễ lạy cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni thì chắc chắn có công đức vô lượng. Kinh văn: các chúng sinh đó nghe tiếng nói ở trong hư không rồi đều chắp tay hướng về thế giới Ta Bà mà nói rằng: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đem các thứ hoa, hương, chuỗi ngọc, phan lọng và các thứ đồ nghiêm thân, châu báu, vật quý giá đều từ xa rải xuống thế giới Ta Bà. Giảng giải: các chúng sinh đó nghe tiếng nói ở trong hư không rồi đại chúng đều chắp tay lại hướng về thế giới Ta Bà mà nói rằng: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đó họ dùng các thứ hoa, các thứ hương, các thứ chuỗi ngọc, các thứ phan lọng và các thứ mũ hoa, y tốt, đồ trang sức thân thể với các châu báu vật quý từ xa rải xuống thế giới Ta Bà. Kinh văn: các thứ vật rải xuống đến từ mười phương giống như mây tụ lại biến thành màn báo che khắp phía trên các đức Phật. Lúc đó, mười phương thế giới thông đạt vô ngại như một cõi Phật. Giảng giải: các thứ vật rải xuống thế giới Ta Bà từ mười phương thế giới đến giống như mây tụ lại biến thành màn báo che khắp phía trên các đức Phật ở thế giới Ta Bà. Lúc đó, mười phương thế giới đều thông đạt vô ngại, hợp thành một thế giới. Một thế giới và mười phương thế giới chẳng có phân biệt, thông đạt với nhau chẳng có chướng ngại. Kinh văn: bấy giờ Đức Phật bảo đại chúng thượng hạnh Bồ Tát, thần lực của chư Phật như thế vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức A Tăng kỳ kiếp, vì chút lũy nói công đức của kinh này thì không thể nói hết được. Giảng giải: lúc đó Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Đại Bồ Tát ở trong thượng hạnh Bồ Tát, cũng có thể nói Phật bảo đại chúng Bồ Tát từ dưới đất giọt lên. Sức tự tại thần thông của chư Phật như sức thần thông vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn vừa nói ở trên. Nếu ta dùng sức thần thông ấy trong vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức A Tăng kỳ kiếp thời gian, ta vì tất cả chúng sinh chút lũy, dạy bạn làm việc gì đó là chút, việc làm chẳng nhàm, chẳng mệt mỏi là chút lũy, khiến cho các ngài truyền bá kinh Pháp Hoa, giải nói kinh Pháp Hoa, công đức đắc được ta không thể nói hết được. Kinh văn: tóm lại, hết thảy tất cả pháp của Như Lai, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả việc thâm sâu của Như Lai đều diễn nói hiển bày ở trong kinh này. Giảng giải: nói tóm lại, hết thảy tất cả pháp của Như Lai, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai, tất cả việc thâm sâu của Như Lai đều diễn nói ra ở trong kinh Pháp Hoa chỉ bày cho các vị. Nói rõ hiển bày ra chẳng giống như lúc trước giữ gìn diệu pháp. Hiện tại nó toạc ra hết vì muốn cho các vị biết pháp thật tướng của Đại Thừa. Kinh văn: bởi thế, sau khi Như Lai diệt rồi, các ông nên một lòng thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép theo như pháp mà tu hành. Giảng giải: Đức Phật Thích Ca nói, vì lẽ đó, cho nên sau khi Như Lai diệt độ rồi, các ông nên chuyên tâm nhất trí để thọ trì kinh Pháp Hoa này. Bất cứ là đọc tụng,
hoặc vì người giải nói, hoặc biên chép, đều phải y theo đạo lý nói ở trong Kinh Pháp Hoa mà tu hành. Kinh văn: dù ở trong cõi nước nào, nếu có người thọ trì đọc tụng, giải nói biên chép, theo như trong kinh nói mà tu hành. Giảng giải: bất cứ cõi nước nào, nếu như có người thọ trì đọc tụng giải nói biên chép kinh này, y chiếu theo đạo lý nói trong Kinh Pháp Hoa mà tu hành, thì có công đức không thể nghĩ bàn, đắc được cảnh giới sáu căn dụng với nhau. Kinh văn: hoặc nơi nào có kinh này, hoặc ở trong giường, hoặc ở trong rừng, hoặc ở dưới cây, hoặc ở phòng tăng, hoặc ở nhà cư sĩ, hoặc ở trong Phật điện, hoặc ở hang núi khoáng giả, đều nên xây tháp cúng dường. Giảng giải: bộ kinh Pháp Hoa này ở chỗ nào, bất cứ là ở trong giường, hoặc ở trong rừng, hoặc ở dưới gốc cây lớn, hoặc ở trong phòng của chư tăng ở, hoặc ở trong nhà của cư sĩ, hoặc ở trong điện Phật, hoặc ở trong hang núi, hoặc ở nơi khoáng giả, đều nên xây tháp để cúng dường. Tóm lại, phàm là nơi nào có kinh Pháp Hoa, đều phải khởi tâm cung kính lễ lại, hoặc chắp tay, hoặc đảnh lễ. Đó là lễ nghi mà Phật tử nên biết. Kinh văn: tại sao nên biết nơi đó tức là đạo tràng? Chư Phật từ nơi đó mà đắc được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chư Phật từ nơi đó mà chuyển bánh xe pháp. Chư Phật từ nơi đó mà vào niết bàn. Giảng giải: tại sao chỗ nào có kinh Pháp Hoa thì nên xây bảo tháp cúng dường? Nên biết nơi đó là đạo tràng, thành đạo của Như Lai. Mười phương chư Phật từ kinh Pháp Hoa mà đắc được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mười phương chư Phật từ kinh Pháp Hoa mà chuyển bánh xe pháp. Mười phương chư Phật từ kinh Pháp Hoa mà vào niết bàn, chứng được thường lạc ngã tịnh bốn đức niết bàn. Kinh văn: bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng. Giảng giải: lúc đó Đức Phật từ bi muốn tường thuật lại nghĩa lý ở trên vừa nói, bèn dùng kệ để nói. Kinh văn: chư Phật bậc cứu đời, trụ nơi đại thần thông, vì khiến chúng sinh vui, hiện vô lượng thần lực. Giảng giải: bổn hoài của chư Phật là cứu đời, độ tất cả chúng sinh lìa khổ được vui. Chư Phật trụ ở sức đại thần thông mới có thể cứu độ chúng sinh. Nếu giống như một số người thì dùng phương pháp gì để cứu độ chúng sinh? Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh được an vui cứu kính, cho nên mới hiện vô lượng sức thần thông. Kinh văn: tướng lưỡi đến phạm thiên, thân phóng vô lượng quang, vì người cầu Phật đạo, hiện việc ít có này. Giảng giải: chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài đến cõi trời phạm thiên, thân của chư Phật phóng ra vô lượng màu sắc quang minh, vì chúng sinh cầu vô thượng Phật đạo mới hiện ra việc ít có như thế. Kinh văn: tiếng chư Phật cười nói và tiếng gãy móng tay đều vang khắp mười phương, đất sáu thứ chấn động. Giảng giải: tiếng chư Phật cười nói nhỏ nhẹ và tiếng gãy móng tay, hai thứ âm thanh này tuy rất nhỏ, song có thể vang khắp mười phương cõi nước, mặt đất của các nước đều phát sinh sáu thứ chấn động. Tiếng cười nói và tiếng khẩy móng tay là cảnh cáo chúng sinh đừng túy sinh mộng tử, sống say chết mộng, phải mau tỉnh ngộ, thọ trì kinh Pháp Hoa. Bằng không thì thời gian chẳng chờ đợi, trong nháy mắt thì vô thường đã đến, lãng phí một đời, chẳng biết khi nào mới có cơ hội đọc tụng kinh này. Cổ đức có nói: thân người khó được nay đã được, Phật Pháp khó nghe nay đã nghe, thân này đời này không độ, còn đợi khi nào mới độ thân này. Kinh văn: sao Phật diệt độ rồi, vì hay trì kinh này
chư Phật đều hoan hỷ, hiện vô lượng thần lực. Giảng giải: sau khi Phật vào Niết Bàn, vì hay thọ trì kinh Pháp Hoa này, cho nên mười phương chư Phật đều sinh tâm hoan hỷ, do đó hiện ra vô lượng sức thần thông. Kinh văn: bởi chúc lũy kinh này, khen ngợi người thọ trì ở trong vô lượng kiếp không thể nói hết được. Giảng giải: Đức Phật chúc lũy tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sinh phải thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, truyền bá kinh này, khen ngợi người thọ trì kinh Pháp Hoa, trải qua vô lượng vô biên, cũng khen ngợi chẳng hết được. Kinh văn: công đức của người đó vô biên không cùng tận, như mười phương hư không, chẳng biết được bờ mé. Giảng giải: người thọ trì kinh Pháp Hoa này được công đức chẳng có bờ mé, cũng chẳng cùng tận. Công đức đó vĩnh viễn tồn tại, giống như mười phương hư không tìm chẳng được bờ mé. Có người nói: tất nhiên hư không chẳng có bờ mé, vậy công đức mà chúng ta thọ trì kinh Pháp Hoa đại khái cũng chẳng có. Bạn hiểu được gì cũng chẳng có, thì hiểu được gì cũng đều có. Đây chẳng phải nói tựa như hư không gì cũng chẳng có, mà là nói tựa như hư không chẳng có bờ mé, là tỷ dụ vô cùng vô tận. Trong chân không vốn có diệu hữu, bạn nhìn chẳng thấy diệu hữu thì cho rằng chẳng có. Kỳ thật là có, bất quá bạn chẳng minh bạch mà thôi. Kinh văn: người hay trì kinh này, tức là đã thấy ta, cũng thấy Phật Đa Bảo và các Phật phân thân, lại thấy ta hôm nay giáo hóa các Bồ Tát. Giảng giải: nếu người hay thọ trì kinh Pháp Hoa thì thấy được chân thân của Phật trong quá khứ, cũng thấy được Phật Đa Bảo đã diệt độ trong quá khứ, và tất cả Phật phân thân của ta, lại thấy ta hiện tại ở trong bảo tháp giáo hóa hết thảy các Bồ Tát. Kinh văn: người hay trì kinh này, khiến ta và phân thân Phật Đa Bảo diệt độ, hết thảy đều hoan hỷ. Giảng giải: người hay thọ trì kinh Pháp Hoa hay làm cho ta và chư Phật phân thân của ta cùng với Phật Đa Bảo diệt độ từ lâu, đều sinh tâm đại hoan hỷ, bởi vì người đó tinh tấn đọc tụng, giải nói, biên chép, truyền bá kinh này. Kinh văn: mười phương Phật hiện tại và quá khứ vị lai cũng thấy, cũng cúng dường, cũng khiến được hoan hỷ. Giảng giải: mười phương chư Phật hiện tại và quá khứ vị lai chư Phật cũng thấy được, cũng cúng dường, cũng khiến cho chư Phật ba đời đều được hoan hỷ. Kinh văn: chư Phật ngồi đạo tràng, đắc được pháp bí yếu, người hay trì kinh này chẳng lâu cũng sẽ được. Giảng giải: mười phương chư Phật ngồi ở Bồ Đề đạo tràng, ngộ được tạng pháp bí yếu, người thọ trì kinh Pháp Hoa này tương lai chẳng bao lâu cũng sẽ đắc được pháp bí yếu của chư Phật. Kinh văn: người hay trì kinh này, nơi nghĩa của các pháp, danh từ và lời lẽ, nhạo thuyết không tận cùng, như gió trong hư không, tất cả chẳng chướng ngại. Giảng giải: người hay thọ trì kinh Pháp Hoa, đối với nghĩa lý của chư Phật thuyết pháp, như danh từ và lời lẽ ở trong kinh, đều đắc được cảnh giới nhạo thuyết vô ngại biện tài, giống như gió ở trong hư không, chẳng bị vật gì làm chướng ngại được. Kinh văn: sau Như Lai diệt rồi, hiểu kinh của Phật nói nhân duyên và thứ lớp, theo nghĩa nói như thật. Giảng giải: sau khi Phật vào Niết Bàn, phải hiểu kinh điển của Phật nói nhân duyên và thứ lớp, tùy thuận nghĩa lý trong kinh giải nói như thật, không thể làm trái ngược tâm ý của Phật. Cổ Đức có nói:
y văn giải nghĩa tam thế Phật quang. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Do đó đủ biết, đối với nghĩa của kinh không thể hiểu lầm, phải nên cẩn thận. Kinh văn: như ánh sáng nhật nguyệt, phá trừ sự tối tăm, người đó tại thế gian, diệt được tối chúng sinh. Giảng giải: giống như ánh sáng của mặt trời mặt trăng, hay chiếu sáng phá trừ tất cả những nơi tối tăm, người thọ trì kinh Pháp Hoa ở trong thế gian hành đạo, thì sẽ trừ sạch tâm đen tối của chúng sinh. Đen tối ở trong tâm là gì? Tức là vô minh, vì vô minh nên ngu si, có ngu si thì có phiền não. Cho nên Phật Pháp là Pháp bảo phá vô minh. Phá vô minh rồi thì chẳng còn ngu si, trí huệ sẽ hiện tiền. Có trí huệ thì hiểu rõ sự lý, mới không làm việc điên đảo. Cho nên sau khi Đức Phật đắc đạo dưới cội Bồ Đề rồi, Ngài bèn nói, hết thảy chúng sinh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, song vì vọng tưởng chấp trước nên không chứng đắc. Kinh văn: vậy vô lượng Bồ Tát rốt ráo trụ một thừa, cho nên người có trí nghe rồi được công đức. Giảng giải: giáo hóa vô lượng Bồ Tát khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo, rốt ráo trụ ở một thừa, tức là thành Phật. Bởi thế, phàm là người có trí huệ, nghe được thọ trì kinh Pháp Hoa, có công đức lợi ích như thế, nên siêng năng thọ trì. Kinh văn: sao ta diệt độ rồi, nên thọ trì kinh này, người đã trụ Phật đạo, chắc chắn không còn nghi. Giảng giải: Đức Phật nói với đại chúng trong Pháp hội rằng, sau khi ta diệt độ rồi, mọi người nên thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Kinh này là kinh thành Phật. Người thọ trì kinh Pháp Hoa này thì sẽ trụ ở trong Phật đạo hoàn toàn chẳng còn nghi ngờ. Tương lai chắc chắn sẽ thành Phật.